Hàm Phong năm thứ hai, Tiêu Ngọc Đường dinh ưu thủ chế, Cổ Nham theo cha đưa linh cốt bà nội và mẫu thân về Hồ Nam an táng. Mãi đến năm 17 tuổi mới trở về Tuyền Châu. Và Cổ Nham lúc này trong lòng đã có ý định xuất gia tu đạo. Tiểu thư, con có cái này nè. Có cái này nè con. Má có cái này nè. Tuyền Châu. Tiểu thư, coi nè. Là đó, cái đó đó. Lại kia, coi đằng kia đi. Tí tiểu đương tử đó, coi đẹp mắt quá ha. Ê. Nè, muốn gì đây? Muốn làm gì đó? Mưa ai vậy? Dám xí gì chuyện của người ta hả? Con muốn gì? Thôi bỏ đi mà, Ushiki, đi thôi. Đi hả? Có thể nói đi là đi được sao? Hả? Coi nè. Vô loại cướp mỹ nhân, con buông gạt cô đơn nè. Chuyện gì ban vậy? Ban ngày ban mặt, thật là mất mặt quá. Nếu nói nữa tôi sẽ đánh vào miệng của cậu. Đánh đi. Đánh. Nè, đánh đi. Đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái đánh. Trả 5 đồng. Đánh đi. Nghe rõ chưa? Đánh một cái ta trả 3 đồng, đá một cái ta trả 5 đồng. Tiểu tử, ta nói cậu nghe nha. Trong thành Tuyền Châu này á, ta sống cẩu thả từ lúc 3 tuổi tới bây giờ, chưa bao giờ lầm lẫn. Ta sẽ cho ngươi lầm lẫn đi. Ushiki, bỏ đi, là người này không đáng. Chúng ta đi thôi. Đánh đi. Sao kỳ lạ vậy, sao không đánh đi? Ta thành Tuyền Châu này á, sống cẩu thả từ 3 tuổi, ta vẫn chưa từng thấy đến lúc nổi nóng vẫn không chịu động thủ. Nói thật chứ, sao mấy cô cứ ngăn cản hắn ta hoài vậy? Như thế chẳng phải muốn phá hoại chuyện tốt của đại gia ta hay sao? Cô phải để cho người ta có cơm ăn chứ. Đúng rồi, đánh đi. Bọn vô lại các ngươi, tránh ra đi. Chúng ta đi. Đừng đi, đừng có vội đi theo hát tử quan như vậy. Chẳng phải ngươi vừa nói hay quá, đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng, tổng cộng là 8 đồng. Đi tìm tổ tông 8 đời của ngươi đi. Đi. Tiểu lộn, hắn đánh ta kìa. Đại ca, hắn đánh ta. Đại ca, đây là chuyện tốt, chúng ta sẽ đòi tiền của hắn. Trời ơi, hắn không đưa tiền rồi bỏ đi. Tiểu Ngũ à, hỏi thăm địa chỉ của hắn đi. Hôm nay may mà có Win, cảm ơn Win nha. Sao muội lại nói vậy? Đều là đám vô lại đó mà. Bọn người này, chúng ta đừng nên như họ. Win sĩ kỳ, em tới nhà rồi, cảm ơn Win nhiều. Huynh muốn ngày nào cũng nhìn thấy muội. Huynh lại nói lời hồ đồ rồi. Nè, cuộc thi mùa thu năm nay Huynh có tham gia không? Đối với khoa cử Huynh vốn không có hứng thú. Cha Huynh đã sắp đặt cho Huynh xong rồi. Trước tiên đến dưới trướng tướng quân Tàn Quốc Phan làm việc 2 năm, sau đó đi học Tây Vũ. Nhưng mà Huynh thực sự không muốn rời xa muội. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Huynh sĩ Kỳ, em tới nhà rồi, cảm ơn Huynh nhiều. Huynh muốn ngày nào cũng nhìn thấy muội. Huynh lại nói lời hồ đồ rồi. Nè, cuộc thi mùa thu năm nay Huynh có tham gia không? Đối với khoa cử Huynh vốn không có hứng thú. Cha Huynh đã sắp đặt cho Huynh xong rồi. Trước tiên đến dưới trướng tướng quân Tàn Quốc Phan làm việc 2 năm, sau đó đi học Tây Vũ. Nhưng mà Huynh thực sự không muốn rời xa muội. Sao Huynh có thể nghĩ như vậy được? Muội đã hứa hôn với Tiêu Cổ Nham nhà họ Tiêu rồi, chẳng phải là Huynh không biết? Muội nói vậy nghĩa là sao chứ? Là đám cưới trẻ con à? Tôi nói cho muội biết, Tiêu Cổ Nham cưới em gái tôi rồi, sau đó lại cưới muội, lý nào như vậy? Hơn nữa, lúc còn nhỏ chúng ta chơi trò thành thân, muội đã đồng ý rồi, nói thì phải giữ lời chứ. Đó bất quá chỉ là lời thoại trong một đoạn kịch thôi, Huynh đừng cho nó là thật. Muội nói là Huynh tin, Huynh coi đó là thật. Hơn nữa, Tiêu Cổ Nham rời Tuyền Châu về quê ở Hồ Nam đã mấy năm rồi, hẳn đang ở đâu không biết được, muội còn thành hôn với hắn gì chứ.
Nhưng muội nghe nói huynh ấy đã trở lại Tuyền Châu rồi. Mà còn mấy ngày trước, cha huynh ấy sai người đến nhà muội nói chuyện hôn sự xong rồi đó. Thật sao? À, sĩ kỳ huynh, muội đi đây. Năm năm sau. Tiểu sư phụ. A Di Đà Phật. Xin hỏi hòa thượng Phương Trượng có nhà không? Bổn tự trước mắt không có Phương Trượng. Vậy ai làm chủ à? Xài tiền không giữ tiền, giữ tiền thì không xài tiền. Xài tiền là trụ trì, giữ tiền là quản chúng. Quan nào to chứ? A Di Đà Phật. Người xuất gia không như chức vị có cao thấp của người tại gia. Nhưng tôi nghĩ người mà quý vị muốn tìm thì nên đi về phía bên tay trái, chính là căn phòng bên cạnh cây cổ thụ đó. Cảm ơn sư phụ. Nè, đi thôi. Thằng nghịch tử này chắc thật sự muốn đoạn mạng mạch họ Tiêu của chúng ta đây. Lão già bớt giận, không biết trong thư nhị đệ ta nói mấy năm nay nó ở quê lại thích đọc những cuốn sách của Phật giáo. Có một lần nó đến Hoành Sơn không chịu trở về. Nhị đệ ta lo sợ nó có ý nguyện xuất gia nên mới đưa nó về đây gấp. Nó đâu rồi? Tiêu già đi với phu quốc Tiêu già đến chùa Khai Nguyên. Đến chùa Khai Nguyên làm gì? Chẳng lẽ nó thật sự muốn xuất gia? Sư phụ à, con muốn thỉnh giáo với ngài. Một người muốn xuất gia phải chăng là rất khó? Nói khó bèn khó, nói dễ mà thì rất dễ. Sao chứ? Huynh à, huynh muốn xuất gia thật sao? Phụ quốc à, không phải là chuyện của đệ. Không phải là chuyện của đệ à? Lão già, Tiêu già năm nay 17 tuổi rồi. Có thể cho cậu ấy kết hôn chưa? À, ý ông muốn nói để nó thành thân sớm hả? Đúng. Tiểu thơ họ Điền hiền hậu đoan chánh, tiểu thơ họ Đàm lại thông minh lanh lợi. Có hai người vợ đẹp như hoa như ngọc này sống cùng. Ê, Tiêu gia nhà ta nhất định sẽ bỏ đi tâm niệm xuất gia. À, đây cũng là một cách hay. Ông lập tức đi đến chùa Khai Nguyên tìm đến về đây cho ta. À, dạ được, 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 tôi sẽ đi ngay. Chà, Vinh quản gia đến rồi. Minh Tâm Pháp Sư, gần đây ngài vẫn khỏe chứ? Khỏe, vẫn khỏe. Tôi luôn ăn ngon, ngủ yên, có gì là không tốt đâu. Mời Vinh quản gia ngồi. Không cần đâu, không cần đâu. Thiếu gia, lão gia đang chờ cậu về gấp đó. Minh Tâm Pháp Sư, vị này chính là công tử của Tiêu lão gia. Ngài biết cậu ấy là con trai duy nhất của Tiêu lão gia đó. Ồ, rất quý, rất quý. Phải rồi, phải rồi. Tiêu lão gia kêu tôi mang đến 50 lượng bạc cúng dường cho chùa để đắp vàng cho tượng Phật và tượng Bồ Tát. Ngài nhận cho. Công đức vô lượng, công đức vô lượng. Tiêu công tử, mau cùng người nhà trở về đi. Con đường của cậu đi sau này còn dài lắm. Dạ được rồi, chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. A Di Đà Phật. Đi đi. Cổ Nham à, năm nay con đã 17 tuổi rồi. Tục ngữ nói nam nhi thập ngũ lập đại chí. Con cũng phải nên hỏi vợ thôi. Cha đang định chọn một ngày gần đây cưới cho con hai cô vợ, con nhà Điền và nhà Đàm. Hả? Cái gì? Trai lớn lấy vợ, thành gia lập nghiệp là chuyện bình thường mà. Hơn nữa hôn sự của hai nhà này đã được đính hôn từ lâu rồi, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Không được đâu. Ôi cha, điều đó là không được đâu. Làm sao vậy? Con còn rất trẻ, con muốn học thêm vài năm nữa rồi hãy lo chuyện thành hôn. 17 tuổi không còn nhỏ nữa đâu, thành thân xong rồi vẫn có thể học hành khảo thủ công danh mà. Thành gia xong rồi tất nhiên phải mệt mỏi vì thê tử con cái, tình dục phiền não danh lợi rối buộc, như vậy làm sao được? Con nói hồ đồ cái gì vậy? Quyết định như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt. Cha, chuyện này không thể được đâu.
bất luận thế nào cũng không thể hại Điền Đàm hai vị cô nương đó. Hại hai vị cô nương à? Con hãy nói rõ cho ta biết xem nào. Cha, nếu như bây giờ con cứ hai cô đó về đây, sau này ắt phải chịu cảnh phòng không suốt đời. Như vậy thật là tội nghiệp của hài nhi đó. Cái gì? Con có phải con thật sự muốn xuất gia tu đạo à? Cha, xin tha lỗi cho hài nhi bất hiếu. Người dám! Cha, ngày nay trong xã hội đầy dẫy giết chóc, tai nạn liên tục. Hài nhi đối với công danh lợi lộc, danh vọng được mất, không hề hứng thú. Nghịch, nghịch tử! Con không tận hiếu đạo làm người, bội tổ quên tông. Chỉ cần ta đây còn hơi thở, ta tuyệt đối không đồng ý cho con đi xuất gia. Người, người đâu? Cha ơi, cha đừng ép buộc con, bằng không con trốn đi đó. Đem cái thằng kinh tử này nhốt trong thư phòng cho ta. Cha không được sự cho phép của ta, cha, thì không được đi cha ra ngoài. Cha không được làm vậy đâu. Cha không được cứ dạy cho con. Cha không được cứ dạy cho con. Cha thằng nghịch tử này, ta tuyệt đối không để mày đoạn tuyệt hương khói nhà họ Tiêu của ta đâu. Lão gia, Tiêu gia chỉ nhất thời hồ đồ thôi, xin ngài đừng. Lão gia chú ý sức khỏe chứ. Lập tức cho ngày lành phái người đến phủ Điền với phủ Đàm nói chuyện ngay. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Dạ. Ê, xin Điền lão gia dừng bước, xin dừng bước. Cao từ. Nè, đi. Dinh quản gia. Ê, đây chẳng phải là Điền thiếu gia sao? Cái này là... Đây là lễ đính hôn tôi mang tới họ Điền. Chút nữa còn tới nhà cậu đó. Đến nhà tôi làm gì vậy? Tiêu gia và chúng tôi cùng Điền tiểu thư, Đàm tiểu thư quyết định mùng 8 tháng sau kết hôn. Đại hỷ, cậu nói phải không? Phải, đại hỷ. Tiêu gia, cậu làm việc đi, tôi còn có việc. Nè, đi, tôi đi nha. Cao Từ, xin quản gia, ông đi thông thả. Thế tha, chúc mừng. Tứ A Đâu, suốt ngày khùng khùng điên, lại có chuyện gì vui nữa đây? Hỏi tôi mang lại nít hôm tới, nghe nói ngày cưới của Tiểu Thơm và Tiêu Công Tử quyết định vào ngày mùng 8 tháng sau. Chuyện này không phải là đại hỷ sao? Coi kìa, đỏ mặt rồi. Tứ A Đâu, coi mụi vui kìa. Không phải em chuẩn bị xuất giá đâu, em vui cái gì chứ? Có người á, miệng không nói ra, chứ trong lòng vui lắm đó. Tứ A Đâu, còn nói nữa ta giả miệng đó. Nè, đừng chạy mà, đừng chạy. Nè, làm thế gia. Nghe anh. Sĩ Kỳ Quynh, Quynh đã tới. Tiểu thơ. Tứ A Đâu. Ủa, theo qua sao? Em theo đẹp lắm. Đúng rồi, những thứ hôm qua muội định mua, Quynh đã mua cho muội rồi nè. Quynh chu đáo quá, cảm ơn Quynh. Quynh thương muội thật lòng mà, muội không nhận ra sao? Quynh thật lòng thương muội, Quynh muốn cưới muội. Quynh làm gì vậy? Quynh đừng nói những lời như vậy nữa. Ngày cưới của muội và Tiêu công tử đã được định rồi. Hai chúng ta cũng được coi là hai trẻ vô tư thanh mai trúc mã. Lúc còn nhỏ muội đã hứa là sẽ lấy Quynh, sao bây giờ lại trở mặt? Muội đã nói với Quynh rồi mà, đó bất quá chỉ là lời thoại trong một đoạn kịch thôi. Trời ơi, nghe anh, muội không biết đó thôi. Tâm tư của Cổ Nham vốn chẳng phải ở chỗ nam nữ yêu nhau, muội lấy nó sẽ không có hạnh phúc. Hạnh phúc không hạnh phúc gì chứ? Lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai
tuổi tác đã tính xong rồi, sao có thể nói đổi là đổi. Nhưng muội không thể không lo lấy hạnh phúc của mình. Quỳnh mau về đi, để người khác nhìn thấy Quỳnh... thì cho rằng muội là người như thế nào. Nhìn thấy thì nhìn thấy, sợ gì chứ. À, tiểu thư, không xong rồi, không xong tử rồi. Tử A Đồ, làm sao vậy? Ngoài cổng có mấy tên vô lại đang lớn tiếng la lối ở đó, nói rằng đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng. Ồ, lại là bọn họ. Đánh một cái trả 3 đồng, đá một cái trả 5 đồng. Lại là bọn vô lại này, muốn chết sao? Này, Shiki Win, Shiki. Ta không muốn chết đâu, mà ta chỉ muốn tiền thôi. Có giỏi á, cứ đánh bên này nè, rồi cứ đá bên này nè. Ngươi, đại gia ta hôm nay chuẩn bị sẵn rồi, đó, đá đi. Quỳ nói đi, cần bao nhiêu tiền? 1 lượng bạc. Thưa vô lại này. Đây nè. Được rồi, cút đi. Không sao đâu. Ê. Ta nói rồi mà, tiểu nữ tử này là một người rất thông minh. Sau này đại ca ưu hội tình ta, các đại gia ta là bộ không thấy. Ngươi còn nói ta sẽ đánh nè, chết ngươi. Shiki à, Shiki. Ngươi còn nói nữa. Shiki à. Tiểu ngủ, tiểu lục mình đi. Đi. Nè, đừng mà. Hai người như vậy phải đánh nó. Muội không đánh nó sẽ như vậy đó. Thôi bỏ đi. Nga anh à. Cha. Bao phụ. Sao vậy? Không, không có gì đâu. Là mấy người ăn xin thôi. Không sao đâu. Đi thôi cha. Đi thôi. Đi. Nga anh. Nga anh. Một không làm, hai không nghĩ. Ê, cái này được đó. Ê, tiểu đương tử. Tiểu đương tử. Đứng lại. Ê, ngươi muốn chặn đường bóc lộ hả? Chưa tôi thấy đưa tiền rồi lại muốn cướp lại hay sao chứ? Ta mang tiền đến cho các ngươi đi. Ê, ngươi luyện đánh hả? Được, được, được. Đánh, đánh, đánh đi, đánh. Đánh một cái trả 3 đồng á. Đá một cái trả 5 đồng. Không đánh mà cũng có tiền. Ngươi có làm không? Không đánh mà không cũng có đánh tiền hả? Mà cũng có tiền. Có chuyện tốt vậy sao? Qua đây, ta nói cho biết. Ngươi làm theo lời của ta, ta sẽ cho ngươi bạc đủ ngươi xài trong 1 năm. Thấy thế nào? Thật có chuyện tốt vậy sao? Tiểu Lục, tiểu Ngủ, 1 năm ta không cần chịu đòn nữa. Không cần chịu đòn, chúng ta làm gì? Nè, thả ta ra. Thả ta ra đi. Thiếu gia à, cậu đừng có phí sức nữa. Lão gia đã giao phó, tôi đâu có dám làm trái lời. Chờ đến ngày đại hỷ hôm đó, tự nhiên sẽ thả cậu ra thôi. Bây giờ thực sự là không được đâu mà. Hả? Ngươi Phú Quốc đâu? Phú Quốc, Phú Quốc ơi. Dạ, huynh. Để làm cái gì vậy? Công tử ta bị nhốt ở đây sao? Mau tìm cách gì để cho ta ra ngoài đi. Chuyện này không được đâu. Đệ nói thiệt cho huynh biết nha. Cha của đệ chính vì sợ huynh đi xuất gia tu đạo, cho nên mới kêu đệ đến đây canh chừng huynh đó. Đệ bây giờ ra nông nỗi này đệ cũng hết cách. Tôi đệ đồng tình với huynh, nhưng mà cũng không thể thả huynh ra. Vô dụng, vô dụng. Ê huynh đừng giận mà. Huynh nào đừng như vậy mà. Vô dụng. Huynh đừng như vậy mà. Quỳnh, Quỳnh cứ ở đó đi. Chờ đến ngày kết hôn thì được rồi. Kinh Kim Cang. Quỳnh. Ê. Hey, Quỳnh, Quỳnh còn coi nữa hả? Đệ đang ngủ, đệ không thấy gì hết. Cha, hôn sự của tiểu muội và tiêu công tử không thấy qua loa như vậy là xong được. Hả? Qua loa cái gì? Bà Mai đã nói chuyện tuổi tác cũng hợp. Nhưng còn nghe nói Tiêu Cổ Nham có ý định đi xuất gia tu đạo. Cái gì? Tại sao con không nói sớm chứ? Con cũng vừa mới nghe thấy thôi cha. Cha nghĩ nếu thật sự tiểu muội gả cho họ Tiêu, nhưng mà Cổ Nham lại đi xuất gia tu đạo, như vậy chẳng phải là hại một đời của tiểu muội sao? Cũng có lý. Nhưng mà cha đã hứa với người ta rồi, nói xuất gia cũng chỉ là ý định thôi. Lỡ sau này nó thật sự xuất gia thì... Cha, con nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên quản lại ngày thành hôn,
tìm hiểu rõ vấn đề, sau đó quyết định cũng không muộn. Cha thấy sao? Con ra ngoài đi, để cha suy nghĩ xem. Dạ. Tất cả chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm lão gia, tất cả đều thuận lợi, chỉ là thời gian hơi gấp thôi. Vậy thì làm thêm buổi tối, trả thêm tiền công. Thiếu gia sao rồi? Bẩm lão gia, mấy ngày nay không la nữa, vì cô ấy đọc sách, không phân biệt ngày đêm đó. Đọc sách thì tốt. Dạ. Mang đồ ăn ngon đến cho nó. Lão gia yên tâm. Lão gia, lão gia. Gì vậy? Hả? Sao lại có thể như thế được chứ? Chúng ta đã đưa thiệp mời rồi, không nói nguyên nhân gì sao? Chỉ nói là Đàm tiểu thư đột nhiên bị bệnh, thêm vào đó đồ hoa trang nhất thời chuẩn bị không đủ. Một tiểu cô nương năng động hoạt bát sao lại có thể bị bệnh nặng được chứ? Đây là chúng ta cưới hai nàng dâu cùng một lúc, không phân trước sau. Nếu mày kéo dài thì hôn lễ phải làm sao đây? Không được. Tôi cũng nói với quản gia phủ Đàm như vậy, nhưng mà ông ta nói đó là ý của Đàm lão gia, ta không biết gì hết. Bây giờ ta sẽ đến phủ Đàm đây. Lão gia ngài đích thân đi hả? Có gì mà không được chứ. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Để tôi ra ngoài xem. Mấy người là ai vậy? Lão gia hoang ức quá. Điền tiểu thư hẹn hò với người nào đó trong rừng mấy bữa trước đó, vô tình đã bị tôi bắt gặp, mà tôi không hề nói, sẽ đi nói cho người khác biết. Nhưng mà không ngờ tới tiểu tử đó đánh cho tôi một trận. Ngài nghĩ coi tôi có bị quan ứng hay không chứ? Đã quan ứng rồi mà còn ăn đòn nữa. Tôi quan ứng quá bà lão gia. Người đâu, bắt tên lưu dân này lại cho ta. Tôi quan ứng quá bà lão gia. Tôi nói thiệt mà, tôi thấy tiểu tử vậy đó. Lão gia bớt giận, tôi nghĩ chuyện này sau lưng chắc chắn có người xúi giục. Mấy năm nay ta không hề đắc tội với ai. Ai là người hận thù giết Tiêu Ngọc Đường ta chứ? Chuyện này ngươi dò hỏi thử xem sao. Tiêu đời sao lại xảy ra cùng một lúc vậy không biết nữa. Có việc đồi bại phong tục như vậy không? Hôm nay con nhất định phải nói cho ta biết. Cha, cha rất hiểu về tính tình của con, sao cha lại không tin tưởng con chứ? Bây giờ tiên tâm đã đồn khắp thành Tuyền Châu, con nghĩ ta cắt cái mặt này dục ở đâu? Có câu không gió thì không có sóng. Đúng. Ba phụ, ba phụ nói đúng, không gió thì không có sóng, con có thể làm chứng. Nghe anh, đúng là có chuyện này. Đàm sĩ Kiệt, huynh không được nói bậy. Ba phụ, con không hề nói bậy. Người mà Nghe anh hẹn chính là con. Đàm sĩ Kiệt, huynh. Nghe anh, ta đã hứa là sẽ cưới muội. Đàm sĩ Kiệt, ngươi cũng biết con gái ta đang chờ đến ngày cưới, sao ngươi có thể? Ba phụ, từ nhỏ con và Nga Anh đã kháng khích bên nhau, cô ấy đã đồng ý lấy con lâu rồi. Hỗn lâu, con đã làm một việc ô nhục gia môn, con biểu ta phải sống làm sao ở thành Tuyền Châu đây? Ta, đây không phải là sự thật. Đàm sĩ Kỳ à, xin huynh mau nói đây đi. Là sự thật. Đây không phải là sự thật đâu cha. Muội hãy nhận đi mà. Đây không phải là sự thật gia môn, bại hoại môn phong, ta đánh ba phụ con. Muốn đánh thì đánh con đi. Ba phụ, sự việc như vậy con chỉ xin ba phụ cho phép con dẫn Nga Anh đi khỏi Tuyền Châu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ta, đây không phải là sự thật. Đàm sĩ Kỳ à, xin huynh mau nói đây đi. Đây là sự thật. Đây không Nghe phải anh, là sự thật đâu cha. Muội hãy nhận đi mà. Đây không phải là sự thật gia đâu môn, mà. Bãi hoại môn phong, ta đánh ba phụ à, muốn đánh thì đánh con đi. Ba phụ, sự việc như vậy con chỉ xin ba phụ cho phép con dẫn anh đi khỏi Tuyền Châu. Trốn đi, trốn đi. Thọ Điền ta chẳng thà không có đứa con này.
làm sĩ kỳ. Tại sao huynh lại hủy sự trong sạch của tôi? Nghe anh, bởi vì huynh yêu muội. Huynh đúng là độc ác mà. Nghe anh, mời nghe huynh nói đã. Cha lẹ lên. Tiêu lão gia đến. Trời ơi, con gái ngoan, con vào phòng tránh mặt một chút đi. Tại sao phải tránh? Con muốn gặp mặt Ti bác phụ. Chút nữa cha nói chuyện với con mà, mau đi đi. Mời Tiêu đại nhân. Đàm đại nhân. Tiêu đại nhân hôm nay sao rảnh vậy? Chuyện hôn nhân đại sự của con cái làm cha mẹ không rảnh cũng chẳng xong. Mời ngồi, mời ngồi. Dân trà. Tôi nghe nói con dâu tương lai của tôi bị bệnh, cho nên đến thăm một chút mà. Đúng vậy. Nó bị bệnh nằm liệt giường, không dậy nổi nữa. Ai nói con bị bệnh? Thì bác phụ. Tử A Đầu đây, chẳng phải con vừa nằm trên giường sao? Dạ, nhưng mà bây giờ con khỏe rồi. Ti bá phụ, cổ nhâm huynh có khỏe không? Nên kêu là cha cho rồi. Cổ nhâm rất khỏe, nó đang lo công việc cưới sinh của tụi con đó. Ti bá phụ, nhiều năm rồi con không gặp cổ nhâm huynh, con rất nhớ huynh ấy. Nhưng mà đều là lỗi của cha con, cha con không cho con ra ngoài. Tử A Đầu này thì là không biết mắc cỡ mà. Có một đứa con dâu vô tư hiền hậu như vậy là phước của cổ nham đó. Không hiểu phép tắc gì cả, ra hậu viện nói chuyện với mẹ con đi. Thì bá phụ tự nhiên nha. Không giấu gì Tiêu đại nhân, tôi lo đứa nhỏ này vô tư hiền hậu. Ngài sợ gả nó cho con tôi nên không yên tâm chứ gì? Không phải như vậy. Chúng ta vào thẳng sự việc nha. Tôi nghe nói cổ nhàm có ý định muốn xuất gia. Thì ra đàm đại nhân vì chuyện này. Tuổi trẻ không mà, ý niệm gì chẳng có. Con trai của tôi hiểu rất rõ. Chẳng lẽ đàm đại nhân thà tin những tin đồn chứ không tin Tiêu mẫu tôi sao? Cùng làm quan ở Phúc Kiến lâu năm như vậy rồi, đương nhiên tôi tin tưởng ngài. Nhưng mà tôi thấy việc này không nên từ chối nữa. Bằng không tôi và ngài đều mất mặt trước các đồng sự của mình đó. Đúng vậy. Xin được bỏ qua ngày lành tháng tốt. Ngày mùng 8 hôm đó đội ngũ rước dâu sẽ đến đúng giờ. Đàm đại nhân không đến nỗi bắt tôi phải khiêng kiệu không về chứ. Vậy tôi sẽ cáo từ. Tiêu đại nhân, để tôi suy nghĩ xem. Ai vậy? Đề nghị là ai? Sĩ Kỳ Quynh. Mấy năm không gặp, đây chẳng tham ngủ như vậy sao? À nè, cổ nham đâu? Sao không thấy Quynh ấy? Thấy Quynh không phải người ngoài. Để nói cho Quynh biết, cổ nham Quynh bị nhốt trong thư phòng kìa. Tại sao vậy? Chẳng phải Quynh ấy sắp kết hôn làm tân lang rồi sao? Đệ cũng nghĩ như vậy đó. Nè, đệ nói Quynh nghe, Quynh không được nói với ai khác. Với Quynh mà đệ còn... Nè, cổ nhâm Quynh muốn xuất gia tu đạo đó. Bắt em sợ Quynh ấy trốn cho nên mới... Quynh hiểu chưa? Đệ cứ tưởng lời nói của Quynh ấy là thật. Quynh ấy thật sự có thể xuất gia tu đạo sao? Quynh ấy chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà phú quốc, đệ coi, Quynh ấy bị nhốt một mình trong thư phòng, không kể ngày đêm, thì tội nghiệp biết bao. Đệ cũng nghĩ như vậy á, nhưng mà người ta
Phú Quốc, đề nghị ba chúng ta được coi là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn không? Không cần phải nói. Là bạn thì có nên giúp đỡ lẫn nhau không? Huynh cảm thấy phải nên cứu huynh ấy ra. Cứu bằng cách nào chứ? Bá của đệ ngày nào cũng kêu người theo dõi huynh ấy. Chuyện này có thể làm khó huynh đệ chúng ta sao? Đệ là ai? Đệ là thần cung thủ. Còn huynh là ai? Huynh là Phách Lịch Quyền. Cứu một người huynh đệ mình dễ như trở bàn tay. Phải rồi. Nhớ lại ngày xưa lúc ba đứa mình đại náo trường học, khi đó thật là oai phong đó ha. Tả Tiên Phong. Có. Giờ tí đêm nay trong ngoài phối hợp. Dạ. Lão gia, lão gia ơi, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Thiếu gia trốn mất rồi. Cái gì? Đêm qua có hai người bịt mặt trói giữ gia đình rồi thả thiếu gia. Hỗn lao. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Linh Nhi, ngài không hứa nhận con làm đệ tử, con sẽ không đứng dậy. Hey, ta đã nói với con rất nhiều lần rồi, nhân duyên xuất gia của con vẫn chưa đến. Phàm mọi việc không thể miễn cưỡng. Nếu con không đứng dậy mà muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đi. Ta nghĩ là một chút nữa người nhà của con sẽ đến thôi. Yeah.